Xin mời các bạn xem tiếp set 2 các bạn. Đây Lâm đầu dò 3 cây. Bên kia phát bằng kỳ 4 người. Kỳ 3 kỳ và hai người trên đầu dò lung tung các bạn. Ok bạn, vô bạn. Đây Lâm chỉ có kênh để Lâm mua đầu dò. Và Lâm chỉ mới lời tất cả các kênh khác không phải của Lâm các bạn. Ok. Xe này quýt 10 cây nhau. Đây là ông nè. Rồi. Tiếp tục. Vô hàng xếp hai bạn ơi. Quá khéo. Điểm cho thầy vô. Thầy vô này có cái đầu quá đập các bạn ơi. Quá dữ, quá dữ. 1-0 cho bên thầy chùa. Rồi hên vậy là Lâm. Xém nữa ổi cơm rồi. Một đeo. Anh Cường motor đã tự sát ngoài nắm lát. 2-1 cho Đại Long. Đại Long đá vô cho tường. Điểm hai đều cho anh đầu vua. Đại Lâm lại tự sát rồi. Điểm 3-2 cho anh đầu chùa. Kỹ thuật Đại Lâm còn quá khéo các bạn ơi. Vô sâu. Kỹ năng đầu dò của Đại Lâm rất bén. Tuổi tác đã cao nhưng mà kỹ năng rất chuẩn. Quá hay. Ba đều. Bốn ba cho đầu vô. Bốn ba. Quá khéo. Quá khéo. Xô cho Đại Long. Bốn đều. Bên. Đại Đại Long chạy thác lại với em rồi. Rồi, một pha không hiểu với nhau giữa đầu chùa và anh Hàng. Điểm cho Đại Long 4-5. 4-5. Hay quá cho đầu chùa. Quá khéo là các bạn ơi, là làm khéo quá. Thế là không còn nhưng mà kỹ năng rất là khéo. Điểm như là Lâm 5 đều. Quá khéo. Đúng rồi, xuống quá đi, trời ơi, dính thì mùi hôi. 6-5. Hay quá anh Chính ơi.
Rồi đứng luôn. Đứng tại chỗ ơi. Một pha tự sát của anh Chính Lùng. Điểm như là 6 đều. Hay quá anh Chính ơi. Điểm 76 cho bên đầu chùa. Quá khéo. Lâm đã tự sát 15 lát rồi. 86 86. Bộ bánh đồng lan cho lại là Lâm ơi. Đá mạnh bỗng lên nhưng không lấy được. 86. Đó. Chín sáu để làm tự sát không các bạn ơi. Đúng là cái đầu chùa. Đội vô đã tự sát. Điểm 79. Hay quá anh Vinh ơi. Không bảy không bảy. Đá mạnh lên đâu lấy được. Điểm 07 cho bên đầu chùa. Đúng rồi. Rồi kết thúc chương trình. Đài truyền hình đã hết. Trời chết rồi các bạn ơi. Đáp nghe bằng tỷ hết đỡ rồi rồi. Hết pin. Thôi mệt thiệt các bạn ơi. Cảm ơn các bạn ơi. Mời làm uống chai nước đi cho đỡ mệt. Hết pin rồi các bạn ơi. Thiệt các bạn. Trời các bạn uống thiệt các bạn ơi. Hết pin. Hết sức rồi. Bên kia 3 cây. Cây lộn xộn cho bạn. Hết pin các bạn. Và chúc các bạn buổi chiều vui khỏe nha. Mời các bạn ơi. Để cùng chúc mừng sự